số cái lý do chính như sau. Con người ta thì chia làm ba giới tính, hai giới tính xác định rõ, hay một giới tính không xác định rõ, người ta gọi là giới tính thứ ba. Con người thì có cái chỗ đầy, cái chỗ vơi. Con người ta có cái chỗ khuyết, có cái chỗ đầy. Hình sinh cũng như vậy, chúng ta thấy nó lên cao hoặc xuống thấp. Thì tôi chọn vì như vậy, không ai chọn trẻ cả. Lúc chúng ta vinh quang cũng có những lúc tủi nhục. Quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được cuộc sống nó là như vậy. Quy luật phát triển của xã hội loài người, điều đó giúp chúng ta có một quan điểm.